Nối tiếp VinFast, xe điện Toyota BZ4X sẽ được cung cấp dưới dạng thuê pin. Toyota tuyên bố rằng dung lượng của pin được trang bị trên Toyota BZ4X sau 10 năm sử dụng sẽ còn hiệu suất khoảng 90% so với dung lượng ban đầu. Mẫu SUV điện Toyota BZ4X dự kiến sẽ được ra mắt tại thị trường Nhật Bản vào ngày 12 tháng 5 tới đây. Đây sẽ là chiếc xe gầm cao chạy điện đầu tiên của thương hiệu xe Nhật Bản được ra mắt trên toàn thế giới. Toyota BZ4X được xây dựng trên nền tảng ETNGA của Toyota cùng với chiếc xe điện Solterra tới từ thương hiệu Subaru đồng hương. Thiết kế bên ngoài của BZ4X có phần giống với mẫu RAV4, thậm chí còn góc cạnh hơn và táo bạo hơn. Mới đây, hãng xe Nhật Bản cũng công bố chế độ bảo hành cho những khách hàng mua xe tại thị trường châu Âu. Đối với những khách hàng còn hoài nghi về hiệu quả của pin xe điện, thì Toyota cũng trấn an rằng dung lượng tối đa của viên pin sẽ chỉ còn 90% so với dung lượng ban đầu sau 10 năm lăn bánh hoặc di chuyển 24 vạn km. Nói cách khác, ví dụ một chiếc xe điện mới có quãng đường di chuyển tối đa mỗi lần sạc khoảng 500 km, thì 10 năm sau cũng chiếc pin đó, xe vẫn có thể di chuyển khoảng 450 km cho mỗi lần sạc đầy. Ngoài ra, Toyota cũng cung cấp thêm một gói bảo hành khi dung lượng pin rơi xuống mức 70% sau 10 năm, hoặc di chuyển 100 vạn km. Xe sẽ được cung cấp với hai biến thể động cơ bao gồm biến thể một động cơ điện, hệ dẫn động cầu trước và hai động cơ điện hệ dẫn động hai cầu. Công suất của hai biến thể động cơ này lần lượt là 201 và 214 mã lực. Cự ly di chuyển tối đa mỗi lần sạc dành cho thị trường quê nhà ở mức 559 km, một motor điện và 540 km motor kép. Toyota BZ4X hỗ trợ sạc AC tối đa 6,6 kW hoặc sạc nhanh DC 150 kW. Trong khi đó, bộ sạc 90 kW có thể sạc đầy pin đến 80% trong 40 phút, trong khi sạc AC 6 kW sẽ cần tới 12 giờ để sạc đầy pin cho xe. Theo công bố từ nhà sản xuất, Toyota BZ4X ban đầu sẽ chỉ được đưa ra thị trường theo dạng cho thuê, cả xe và pin thông qua dịch vụ Kintu của hãng. Động thái này nhằm mục đích xóa bỏ lo ngại của khách hàng về quyền sở hữu xe điện. Hình thức này về bản chất cũng sẽ không khác nhiều so với cách thức mà VinFast đang triển khai tại các thị trường Mỹ, châu Âu và cả Việt Nam cho thuê pin. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.